Bạn ơi, nhìn coi hai cây cải chị mình mới mua ngon quá nè các bạn. Quay cho các bạn xem cho vui nha. Cải này ăn mát lắm đó các bạn. Mình xào hay mình nấu canh vậy á, ăn ngon lắm. Này, cả nhà thấy ngon không? Trắng tươi thường lắm ấy. Rồi gãy rồi. Cái bẹ ngoài bị gãy. Cải này nè các bạn, trong cái thịt của nó có nước như mình xào á các bạn. Nó ra nước nhiều lắm. Trong cây cải á, nó có nước trong đây là mình ăn mát. Các bạn thấy ngon. Cây cải này các bạn chắc người ta nhổ lên người ta bán á, người ta thấy vui lắm đó. Nó nặng tay á. Cả nhà thấy ngon. Chị mình mới đi chợ về sáng mình thấy ngon quá mình quay cho các bạn xem. Đó, hai cây cải ngồi nữa chị mình nấu canh với tép. Hoặc là xào á, ngon. Nè các bạn ơi coi nè, chị mình mua một gỗ mà mấy trái bí nè các bạn. Bí này bí màu vàng. Cả nhà thấy ngon không? Gỗ nha. Tại vì các bạn biết sao không? Chị mình á mua cái này là nó rẻ là tại vì người ta trồng ở ngoài vườn đó các bạn, ở nhà người ta đó. Người ta đem ra người ta bán cho mình đó, nên nó rẻ lắm. Màu vàng, cái này mình xào hay nấu canh ăn ngon lắm đó. Chút nữa chị mình có mua mấy con tép, cái nấu canh với tép ngon. Rồi cả nhà thấy ngon. Cái này thì với leo. Mình nấu canh với tôm khô cũng ngon đó các bạn. Ngon. Cả nhà thấy ngon không? Chị mình đi chợ á, chỉ thấy người ta đem ở ngoài vườn vô người ta bán đó các bạn. Cũng như trong nhà người ta trồng có này kia chứ đó. Người ta bán nớ rẻ cho mình ăn. Ngon không cả nhà ơi, này dưa leo nó còn cứng. Xào nó canh ăn rất ngon. Này các bạn coi nè, cam nè. Lê nè các bạn, cái da nó hơi cám cám vậy nè, ăn chứ nó giòn lắm. Giống như ở bên Việt Nam á các bạn, mình có vườn đồ gãy trong nhà đó, cái mình đem ra chợ mình bán vậy đó. Chị mình đi chợ trời mua nè các bạn, nó còn cứng, ăn nó rất là giòn luôn, ngon. Cái chiếc cam này một hồi nữa chị mình cắt ra cái nặng nước uống nước cam. Thôi trái này bị hư. Thơm lắm đó các bạn, mấy trái cam này thơm. Uống nước cam rất ngon. Đó, chị mình đi chợ mua được hai cây cải với dưa leo với bí màu vàng. Bí này các bạn, ở trong cái thịt của nó cũng ăn ngon lắm. Nó ngọt ngọt mà nó cũng ăn nó mát lắm đó các bạn. Ở trong mình nó có nước ăn nó rất ngon. Người ta mới hái á các bạn, trái bí nó còn cứng ngon. Một cái bàn luôn các bạn ơi. Bữa nay ở ngoài trời có nắng rồi cả nhà ơi. Hôm nay mưa, hôm nay nắng lắm. Mình thích cái này nè các bạn, một hồi nữa chị mình phải ăn cái món này trước nè, để vài ngày nó bị héo. Một cây này nè các bạn, hơn nửa ký luôn đó, nó nặng lắm luôn đó. Tại vì cái bắp này nó bự nè. Hai cây này cỡ ký mấy luôn đó. Nặng hết biết, cầm nặng tay luôn. Ăn cái cọng á các bạn, nó hơi giòn giòn ngon. Một cái bàn luôn các bạn ơi. Chị mình mới đi chợ mua rau củ trái cây, quay cho các bạn xem cho vui. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Gia đình mình có ăn cái món gì trong nhà đó mình quay cho các bạn xem. Bye cả nhà.